thì trước là đường Đoàn Thị Điểm này, rẽ tay trái rẽ vào đây, đi từ đường Ngô Gia Tự này. Ôi rồi đường này khá sầm uất, dân chúng để hết xe ở dưới vỉa hè, đường nhỏ, đường này tầm khoảng 5,5 mét. Đoàn Thị Điểm phía trước giáo đường Triệu Nữ Vương này. Đoàn Thị Điểm không về đến đây là hết rồi, hết đường rồi.